Dịch COVID-19 đã khiến dịch vụ giao đồ ăn phát triển nhanh chóng, nhưng đi cùng với sự tiện lợi thì lượng rác thải cũng tăng lên nhiều lần. Ngoài ra, lượng rác thải từ y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ cũng gia tăng. Vậy làm thế nào để có thể vừa phòng chống dịch, vừa giảm được lượng rác thải ra môi trường? Những ngày này có một xu hướng sống mới được lan tỏa, đó là sống xanh trong đại dịch. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Mỗi phút thế giới thải ra 3 triệu khẩu trang. Rác khẩu trang, phân hủy vi nhựa gây ô nhiễm môi trường. Mỗi đơn giao đồ ăn này thường thải ra ít nhất 5 túi ni lông và hộp xốp. Để cho an toàn thì ai cũng muốn sử dụng đồ một lần, bởi vì nó liên quan đến dịch. Mỗi người chỉ cần bớt đi một cái túi ni lông, bớt đi được một cái chai nhựa hay là một cái bao bì của một cái gì đấy. Cần bớt đi một chiếc mỗi ngày, nó đã là một cái điều rất tốt rồi. Sống xanh trong đại dịch, hạn chế rác, đó là xu hướng mà anh Ân và nhiều bạn trẻ hiện nay đang theo đuổi. Anh là chủ của một cửa hàng theo phong cách hạn chế rác thải, Zero Waste. Tại đây, anh chỉ bán những mặt hàng không gây ảnh hưởng đến môi trường. Ví dụ, đây là những chiếc túi sách làm từ lá sen, những chậu cây từ sơ dừa, có thể dễ dàng phân hủy sau khi sử dụng. Những cái ngày mà Hà Nội, những cái rác thải không có chuyển đi được Hà Nội, mọi người sẽ nhìn bằng tận mắt là mỗi ngày mình có thể thải ra bao nhiêu rác thải, thì mọi người có những sự thay đổi nhất định. Trong những ngày đại dịch COVID, chị Yến vẫn miệt mài tư vấn qua mạng về cách sống xanh. Cửa hàng của chị bán những mặt hàng không nhuộm màu, không hóa chất. Những đồ vật từ tre, gỗ dừa, cỏ bàng rất thân thiện với môi trường. Chính cái ý thức của người dân đang quay về với việc là sống thuận tự nhiên. Thế thì tất nhiên là nó có thể sẽ mất vài năm vì cái đại dịch, nhưng mà nó là một xu hướng tất yếu, bắt buộc phải quay về. Mua đong hay còn gọi là refill là một cách nhiều người hạn chế rác thải. Những ngày đại dịch, người mua ở nhà gửi chai lọ đến cửa hàng để mua và đong từ dầu gội đầu, muối, kem đánh răng, mang về. Mua đong giảm hẳn lượng chai lọ gây ô nhiễm môi trường. Trong những ngày đại dịch, nhiều người vẫn chọn sống xanh vì một tương lai xanh.